mẹ đang khổ tâm vì con không tập trung, học trước quên sau, tiếp thu chậm, ghi nhớ kém. Sữa non trí não Olisur bổ sung gấp 15 lần hàm lượng DHA, hỗ trợ phát triển não bộ vượt trội cho trẻ. Theo đánh giá Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khẩu phần DHA hàng ngày cho trẻ em Việt Nam vẫn còn thiếu hụt. Ba mẹ nên bổ sung DHA cho trẻ từ thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt dạng sữa non, đảm bảo tối thiểu 100mg ngày, nhất là trẻ từ 2 đến 8 tuổi. Sữa non trí não Olisur được đánh giá là một sản phẩm dinh dưỡng đột phá dành cho sự phát triển tối ưu của trí não, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế, đem lại tác dụng phát triển nhận thức và hoàn thiện chức năng hệ thần kinh, não bộ còn non nớt ở trẻ. Từ đó, loại bỏ tình trạng chậm phát triển, học chậm, tiếp thu chậm, ghi nhớ kém, mất tập trung, rối loạn cảm xúc cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi. Hàm lượng DHA có trong sữa non trí não Olisur cao vượt trội gấp 15 lần so với sữa bột thông thường, đem lại một loạt các lợi ích vượt trội cho sức khỏe và sự phát triển của trí não. Không những thế, Olisur còn sở hữu bảng thành phần cực kỳ chất lượng với các dưỡng chất từ hồng sâm, hạt hồ đào, việt quất, các loại vitamin, protein và khoáng chất đều là những hoạt chất giàu dinh dưỡng cho não bộ, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, kích thích hoạt động của não bộ trơn tru và bổ sung miễn dịch tự nhiên cho cơ thể, giúp trẻ tăng sức đề kháng và phát triển toàn diện. Với hương vị thơm ngon từ các loại hạt cao cấp, sử dụng 2 ly sữa non trí não Olisur mỗi ngày giúp bé phát triển não bộ toàn diện, tăng cường khả năng ghi nhớ, sự tập trung và tiếp thu. Hiệu quả thực tế chỉ sau 2 tuần sử dụng nếu phụ huynh cho bé dùng đủ liều lượng khuyến nghị. Và Trang thấy là cái hiệu quả mà Olisur mang lại cho bé này là rất là nhanh chóng luôn á. Chỉ sau 2 tuần uống Olisur thôi, Trang thấy là con bắt đầu có một cái sự thay đổi rõ rệt. Đảm bảo là sau 1 tháng thì thấy sao ạ? Con mình tập trung hơn, hiệu quả nó đến rất là nhanh chóng. Nhớ nhanh hơn, nhớ lâu hơn, không bị nhớ trước quên sau. Con em nhà mình sẽ nhanh nhẹn hơn, học tập thì tập trung hơn và nhớ bài lâu hơn, con mình cũng thông minh hơn, cái tư duy của con mình cũng tốt hơn nữa. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.